Sáng ngày 4 tháng 11, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức họp liên tịch cho ý kiến và thống nhất nội dung chương trình thời gian tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Bùi khắc Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các phòng ban ngành đơn vị liên quan. Theo kế hoạch Kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện thường kỳ cuối năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2022. Đây là kỳ họp quan trọng, các đại biểu sẽ dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn và tham gia đóng góp ý kiến vào các nghị quyết chuyên đề trình tại kỳ họp. Đặc biệt là đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2022 và đề ra nhiệm vụ giải pháp năm 2023 với mục tiêu đưa kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất các nội dung chương trình kỳ họp các đại biểu đề nghị trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri cần bám sát kế hoạch và phối hợp với hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thời gian tiếp xúc cử tri cho phù hợp xem xét bố trí các đại biểu hội đồng nhân dân ngoài việc tiếp xúc tại nơi mình ứng cử thì tiếp tục tại các địa phương khác nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri một cách toàn diện nhất tài liệu phục vụ cho kỳ họp cần gửi sớm để đại biểu tập trung thời gian nghiên cứu Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện thường kỳ cuối năm 2022 là kỳ họp quan trọng. Vì vậy, đề nghị các cơ quan đơn vị và các ngành liên quan ra soát đánh giá thống nhất số liệu ước đạt đến 31 tháng 12 năm 2022, xây dựng nghị quyết chuyên đề phải đúng quy trình, quy định, đảm bảo chất lượng khi trình tại kỳ họp. Tổ chức tiếp xúc cử tri tại cơ sở đạt chất lượng, tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri để phản ánh tại kỳ họp các ban hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện giám sát thẩm tra tài liệu các báo cáo chặt chẽ đảm bảo thời gian văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các ngành chuẩn bị nội dung liên quan điều kiện cần thiết để kỳ họp hội đồng nhân dân huyện thường kỳ cuối năm đảm bảo diễn ra thành công tốt đẹp